Ngày 25 tháng 7 vừa qua, tại khuôn viên nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nơi diễn ra lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã xuất hiện một chiếc xe đặc biệt. Đó là chiếc xe công vụ mang biển kiểm soát 80B2089 từng phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hàng chục năm. Chiếc xe được đưa đến từ sớm và nằm ở góc sân nhà tang lễ. Chiếc xe này rất đặc biệt vì vốn là xe mà nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng sử dụng khi ở cương vị Chủ tịch Quốc hội từ năm 1998. Sau khi ông Nông Đức Mạnh lên làm Tổng Bí thư vào năm 2006 thì bàn giao xe lại cho Văn phòng Quốc hội để sang cơ quan mới dùng xe của Văn phòng Trung ương Đảng bố trí. Vậy mà người kế nhiệm là ông Nguyễn Phú Trọng vẫn dùng tiếp chiếc xe, dù xe này lúc đó đã chạy được 8 năm. Từ đó đến ngày qua đời, chiếc xe Toyota Crown 1998 mang biển số 80B2089 luôn đồng hành cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các hành trình. Đây sẽ là chiếc Toyota Crown đặc biệt nhất và ghi đậm dấu ấn trong người dân bởi sự giản dị như cách chủ nhân đã dùng trong hàng thập kỷ qua. Theo tìm hiểu, chiếc xe Toyota Crown mang biển số 80B2089 hay tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuộc đời 1998. Xe là dòng sedan và thuộc phiên bản Super Salon. Với đời xe trên, chiếc Crown này thuộc thế hệ thứ 10, sản xuất từ năm 1995 đến năm 2001. Đây cũng là phiên bản được nhiều người chơi xe trong nước săn lùng nhất. Về tổng thể, xe có chiều dài 4.960mm, rộng 1.695mm, cao 1.425mm và trục cơ sở là 2.780mm. Xe dài hơn Toyota Camry đời mới, mang tới diện tích thoải mái cho khoang hành khách phía sau. Lớp sơn đen bóng ở ngoài vẫn còn mới, logo hình vương miện đặt ở cột C. Ở mặt tiền, chiếc xe Toyota Crown của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lưới tản nhiệt được tạo hình từ 7 thanh ngang mạ chrome. Ngoài ra là khung viền ngoài cũng mạ chrome sáng bóng. Tiếp đến là cụm đèn của xe màu trắng, điểm xuyết là đèn xi nhan màu vàng. Ở cản trước có hai thanh ngang và hai bên đầu xe xuất hiện đèn sương mù. Bên sườn xe, Toyota Crown trông thanh lịch hơn với thiết kế vuông vức. Xe có điểm nhấn là sử dụng la răng đa chấu cổ điển, kích thước 15 inch. Phía bên trong sử dụng hệ thống đèn treo dạng xương đòn kép kết hợp khung gầm dạng Ulipodi nên cảm giác lái đầm và chắc chắn dù đã trải qua 24 năm tuổi. Đuôi xe thiết kế vuông vức, đèn hậu chia làm nhiều phần với các chức năng khác nhau. Bên phải đặt anten dài, xe thuộc phiên bản Royal Salon. Khoang lái gần như mới nguyên khi các chi tiết bằng da và nhựa vẫn ở tình trạng tốt. Một số chi tiết bằng da ở táp bi bị nhăn và bạc theo thời gian, các chức năng về điện vẫn hoạt động ổn định. Cụm đèn radio AM, FM và đầu DVD vẫn được giữ nguyên bản. Các nút bấm chưa bị phai mờ theo thời gian. Tuy nhiên, phần nhựa bên ngoài dần bạc nhưng không ảnh hưởng đến chức năng hoạt động. Xe trang bị điều hòa hai vùng. Hàng ghế trước chất liệu nỉ, nhiều lớp đệm mút nên cảm giác ngồi êm ái và chỉnh cơ hoàn toàn. Hàng ghế sau cũng sử dụng chất liệu nỉ, có diện tích rộng rãi, độ ngả vừa phải, có thể ngồi 5 người lớn. Ngoài ra, bệ tì tay ở giữa có thể gập, trang bị sẵn hai hộc để cốc và khay chứa đồ cá nhân. Điều hòa được bố trí ở trần xe cùng đèn đọc sách. Cốp xe rộng rãi có dung tích 530 lít. Chiếc xe Toyota Crown của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng động cơ dung tích 3.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 220 mã lực và mô men xoắn cực đại là 295 Nm.
hệ dẫn động 4 bánh được cung cấp cho Royal Extra và Royal Salon. S150 Crown sẽ là thế hệ cuối cùng được cung cấp hộp số sàn. Tổng thời gian xe lăn bánh trên đường là 26 năm, trong đó gắn bó với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là 18 năm. Theo thông tin trên báo chí, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương ông Nguyễn Đức Hà cho biết, giữa nhiệm kỳ khóa 12, văn phòng trung ương đảng đã đề xuất thay xe cho Tổng Bí thư vì chiếc xe Toyota đã cũ, sử dụng nhiều năm. Thế nhưng Tổng Bí thư không đồng ý, ông nói rằng xe vẫn đi tốt, công tác xa, đã có xe 7 chỗ gầm cao, xa nữa thì có máy bay. Chiếc Crown chỉ dùng để đi quanh Hà Nội nên không cần phải đổi. Vì theo Tổng Bí thư, thay xe sẽ phải thêm chi phí, thêm tiền của nhân dân. Kể từ đó, chuyện đổi xe không được văn phòng nhắc lại nữa. Còn nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội ông Trần Đình Đàn cho hay, chiếc xe Toyota cũ này vốn được nguyên chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh sử dụng. Ông Đàn nói, ông và nhiều người từng đề nghị mua xe mới nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó là chủ tịch Quốc hội không đồng ý vì thấy xe còn sử dụng được và ông sử dụng xe này cho đến những ngày cuối đời. Đi công tác các tỉnh, bao giờ Tổng Bí thư cũng đi xe chung với mọi người, nghe kể chuyện Tiếu Lâm cười vang cả xe. Trước khi đi công tác ở địa phương, ông đều bảo ông Đàn tìm nơi khó khăn nhất để đến thăm. Ông bảo, Quốc hội không có vật chất để giúp thì mình về báo cáo với chính phủ xem xét, chứ đến để người ta vỗ tay rồi mình về thì không giải quyết được gì cả, ông Đàn kể. Trải qua nhiều cương vị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho đến khi từ trần, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn thể hiện rõ nét phẩm chất cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Trên đây là một vài thông tin về chiếc xe Toyota Crown 1998 mang biển số 80B2089 đã đồng hành cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các hành trình và trên mọi chặng đường đã qua. Đây sẽ là chiếc xe Toyota Crown đặc biệt nhất và ghi dấu ấn đậm nét trong mỗi người dân và bạn bè quốc tế bởi sự giản dị, tiết kiệm, khiêm nhường, vì nước, vì dân đến từ chủ nhân của nó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.